Đấy, chào mọi người nhé. Em có chọn có cái cốc Echo này rất là đẹp này. 3.100, một con 3.100, một con 3.300. Máy là chưa dọn, chưa vệ sinh hết nhé. Còn rất là đẹp. Cái Inspire. Có cái bao làm Echo luôn. Mặt tiền rất là đẹp. Làm nhông nha. Thử nha mọi người. Hai bậc bậc. Một con. Rồi, con thứ hai là 3.300. Nói chung là chưa vệ sinh nhưng mà còn rất đẹp mọi người. Này làm trượt luôn kìa mọi người, làm trượt luôn ha, vít làm Echo Zin ha. Rồi thì hai con này để giá cho mọi người một triệu rưỡi một cây nha mọi người ha. Này là một triệu rưỡi một cây nha, một triệu rưỡi một cây. Máy chưa dọn nha mọi người. Mà kiểu hơi con nào nó cũng bực hết, khá là ngon. Nó về cái cây mấy cành mấy nhánh khá là gọn. Rồi một triệu rưỡi một cây nha mọi người. Mua thì chuyển khoản giúp em nha. Mà mua một cặp luôn á thì em bao ship cho nha ha. Mua một cặp thì em bao ship luôn nha. Mua một con thì không bao ship nha mọi người ha. Này 1.500.000 một cây. Rồi chào mọi người nhé.